Chào cả nhà nhá. Thì sau một thời gian mình làm thì cuối cùng cũng hoàn thành cái hồ để nuôi ốc nha cả nhà. Này là ốc bươu đen đó cả nhà, gọi là ốc lác á, ốc lồi á. Đó. Ốc này thì giá trị cũng giá cũng cao nha cả nhà. Hiện tại bây giờ khoảng 70 ngàn một ký mà ra chợ nhiều khi không có để mua luôn đó cả nhà. Thì cái mô hình này thì mình mới tách ra thôi. Hiện tại mình có một cái ao lớn, mình nuôi một năm rồi. Thì mình thấy hiệu quả kinh tế cũng rất là cao. Lúc mình bắt đầu nuôi mình chỉ có thả có 19 con ốc này thôi cả nhà. Mà sau một năm thì chắc nếu mà thu hoạch chắc cũng được khoảng 100 kg ốc đó cả nhà. Với lại mình nó cũng chẳng có bỏ công chăm sóc nữa. Tỷ lệ nó hao hụt rất là cao, thường thường thì ốc nó đẻ nó nở ra thì bị chuột hoặc bị những con côn trùng khác nó ăn hết á. Cho nên giờ mình gom về đây một ít mình nuôi để lấy trứng, mình ươm giống cho nó, ươm con giống đó cả nhà. Xong mình đem vào cái ao lớn mình thả. Thì chi phí cái làm cái hồ này thì khoảng hết một ngày công. Còn bạt thì hết 200 ngàn tiền bạt nhé cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.